bảy Phẩm Tương Nhiếp, bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát an trụ vào Pháp Bố Thí Ba La Mật Đa, mà gồm cả tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh nữ bát nhã Ba La Mật Đa, Phật bảo thiện hiện Đại Bồ Tát nào dùng tâm không tham đắm, không keo kiệt để tu hạnh Bố Thí rồi đem phước bố thí này cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí để họ trụ ở thân nghiệp ngữ nghiệp ý nghiệp từ bi lìa bỏ các tội ác thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ vào pháp bố thí ba la mật đa mà gồm cả tịnh giới ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát nào dùng tâm không tham đắm không keo kiệt để tu hạnh bố thí rồi đem phước bố thí này cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí nếu bị người thọ nhận sự bố thí đó và các hữu tình ác khác chửi mắng làm hại lăng nhục một cách phi lý bồ tát này không thay đổi tâm không giận hờn không dùng thân miệng để báo thù hại họ mà chỉ đem tâm từ bi thương xót và dùng lời thân ái từ tốn để họ hổ thẹn nhận lỗi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ vào pháp bố thí ba la mật đa mà gồm cả pháp an nhẫn ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát nào dùng tâm không tham đắm không keo kiệt để tu hạnh bố thí rồi đem phước bố thí này cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí giả sử bị người nhận sự bố thí đó và các hữu tình ác khác mắng làm hại lăng nhục một cách phi lý bồ tát này liền nghĩ các hữu tình gây ra các loại nghiệp như vậy thì trở lại tự nhận lấy các loại quả báo như vậy ta không nên chấp vào việc làm của họ mà phế bỏ việc tu tập của mình vị ấy lại nghĩ tiếp đối với họ và các hữu tình khác tâm ta hỉ xả và càng tăng trưởng tâm bố thí không có hối tiếc sau khi suy nghĩ vị ấy thân tâm rõ mãnh tinh tấn và làm việc bố thí nhiều hơn nữa thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào bố thí Ba La Mật Đa, mà gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào dùng tâm không tham đắm không keo kiệt để tu hạnh bố thí, rồi đem phước bố thí này cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Đối với người nhận và các cảnh giới khác, họ giữ tâm không tán loạn, không cầu các dục lạc ở ba cõi, không cầu quả nhị thừa, chỉ cầu quả Phật thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ vào bố thí ba la mật đa mà gồm cả tịnh lự ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát nào dùng tâm không tham đắm không keo kiệt để tu hạnh bố thí rồi đem phước bố thí này cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí họ quan thấy người nhận người bố thí và vật được bố thí. Nếu như việc huyễn hóa không thấy việc bố thí này có ít lợi hay tổn hại đối với các hữu tình và đạt được thắng nghĩa không của tất cả các pháp, thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào bố thí Ba La Mật Đa, mà gồm cả Bát Nhã Ba La Mật Đa, cụ thọ thiện hiện lại Bạch Phật. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, mà gồm cả việc bố thí, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa. Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát nào an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, tạo ba loại phước nghiệp nơi thân miệng ý. Nhờ phước nghiệp này họ lìa bỏ việc giết hại sanh mạng cho đến tà kiến, không cầu quả thanh văn độc giác chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bấy giờ bồ tát an trụ vào tịnh giới thực hành việc bố thí một cách rộng rãi tùy theo các hữu tình cần vật gì họ đều bố thí đầy đủ lại đem căn lành bố thí này cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí không cầu quả thanh văn độc giác thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà gồm cả việc bố thí ba la mật đa này thiện hiện đại Bồ Tát nào an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa nếu các hữu tình đua nhau đến chặt cắt chân tay và thân thể của vị ấy mang đi, nhưng Bồ Tát không sanh một niệm giận hờn đối với họ mà chỉ nghĩ nay ta đạt được lợi ích rộng lớn là xả bỏ thân hôi hám dơ bẩn mong manh và được thân kim cang trong sạch của Phật thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Tịnh Giới Ba La Mật Đa, gồm cả An Nhẫn Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào An Trụ vào Tịnh Giới Ba La Mật Đa, thân tâm tinh tấn không gián đoạn, mặc giác đại bi phát nguyện rộng lớn. Tất cả hữu tình, chìm đắm hung ác, đáng sợ, khó thoát ra khỏi biển khổ sanh tử. Ta phải bớt họ đặt vào cảnh giới bất tử thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Tịnh Giới Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào An Trụ vào Tịnh Giới Ba La Mật Đa, tuy nhập vào bốn tịnh ngự hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc diệt tận định nhưng không rơi vào địa vị thanh văn độc giác cũng không chứng thật tế. Theo nguyện lực cũ, họ nghĩ tất cả hữu tình chìm đắm hung ác đáng sợ, khó thoát ra khỏi biển khổ sanh tử, nay ta đã an trụ ở phương tiện tịnh giới, làm phát sanh thiền định trong sạch cần phải vớt họ đặt vào nơi bất tử. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Tịnh Giới Ba La Mật Đa, gồm cả tịnh lự Ba La Mật Đa, này thiện hiện đại bồ tát nào an trụ vào tịnh giới ba la mật đa không thấy có pháp nào là thiện hoặc ác là hữu ký là vô ký là hữu lậu là vô lậu thế gian hoặc xuất thế gian hữu vi hoặc vô vi đoạn có số hoặc đoạn vô số đọa hữu tướng hoặc đoạn vô tướng chỉ quán các pháp không lìa chân như nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghì chân như này cũng bất khả đắc do phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa này họ không rơi vào địa vị thanh văn độc giác mà chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ vào tịnh giới ba la mật đa gồm cả bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát an trụ vào an nhẫn ba la mật đa, gồm cả bố thí, tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Phật bảo thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa trong khoảng thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến lúc an tọa ở tòa Bồ Đề Vi Diệu. Giả sử có các loại hữu tình trời mắng làm hại lăng nhục một cách phi lý cho đến cắt chặt tay chân vị ấy đem đi. Khi ấy Bồ Tát này hoàn toàn không sân hận chỉ nghĩ các hữu tình này thật đáng thương xót bị bệnh quỷ phiền não quấy nhiễu thân tâm không được tự tại không nơi nương tựa không người giúp đỡ bị nghèo khổ bức ép ta phải bố thí cho họ đồ ăn uống y phục và các loại của cải đồ đạc khác tùy theo ý thích và nhu cầu của họ, để họ không còn thiếu thốn. Vị ấy lại đem căn lành của việc bố thí này, lấy vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng vị ấy không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng chỗ nào. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả bố thí Ba La Mật Đa thiện hiện đại Bồ Tát nào an trụ vào an nhẫn ba la mật đa trong khoảng thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến lúc an tọa ở tòa bồ đề vi diệu nếu vì lý do rất khẩn cấp để cứu mạng mình vị ấy cũng quyết không làm tổn hại các hữu tình cho đến không phát sanh các tà kiến ác Lúc tu tịnh giới, Bồ Tát này không cầu địa vị thanh văn độc giác, lại đem căn lành tịnh giới này dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng chỗ nào. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả tịnh giới Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa, phát sanh sự tinh tấn, rõng mãnh, tăng thượng, thường nghĩ. Nếu một hữu tình ở cách xa một do tuần hoặc ở cách xa mười 10, hoặc một trăm cho đến vô lượng do tuần, hoặc ở cách xa một thế giới, hoặc 10 hoặc 100 cho đến vô lượng thế giới mà có thể độ được thì ta sẽ đến đó tìm cách dạy họ thọ trì hoặc tám học xứ hoặc năm giới 10 giới hoặc giới cụ túc hoặc làm cho an trụ vào tịnh quán chủng tánh thứ tám quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề hoặc làm cho an trụ vào các địa vị của bồ tát cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề còn không mệt nhọc vốn gì là dạy vô lượng vô số vô biên hữu tình giúp họ đạt được lợi ích an lạc mà ta lại mệt mỏi sao vị ấy lại đem căn lành của sự tinh tấn này dùng vô sở đắc làm phương tiện để cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí lúc hồi hướng vị ấy không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng chỗ nào Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa, nhiếp tâm không loạn, đều bỏ pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ. Ly sanh hỷ lạc nhập sơ thiền, nói rộng, cho đến nhập vào diệt thọ tưởng định. Ở trong các định này họ tập hợp tất cả tâm, tâm sở pháp và các căn lành được sanh ra dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng vị ấy không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Hiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả tịnh lự Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa trụ trong các Pháp để lần lượt quán khắp các Pháp tuy dùng hành tướng viễn ly hoặc hành tướng vắng lặng hoặc hành tướng vô tận hoặc hành tướng vĩnh diệt để quán tất cả các pháp nhưng có thể không chứng đắc đối với sự tịch tịnh cho đến có thể ngồi tòa bồ đề vi diệu chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề từ tòa này đứng dậy chuyển pháp luân vi diệu làm lợi ích an lạc cho các hữu tình lại đem thiện căn và trí tuệ vi diệu này dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng vị ấy không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào an nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát An Trụ Tinh Tấn Ba La Mật Đa, gồm cả Bố Thí Tịnh Giới, Tinh Tấn Tịnh ngự Bát Nhã Ba La Mật Đa phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào an trụ tinh tấn ba la mật đa thân tâm tinh tấn chưa từng lười biếng cầu các pháp lành cũng không mệt mỏi thường nghĩ rằng chắc chắn ta sẽ đạt được trí nhất thiết trí vì muốn làm lợi lạc tất cả hữu tình đại bồ tát này thường phát thệ nguyện nếu có một hữu tình ở cách xa một do tuần hoặc mười do tuần hoặc một trăm cho đến vô lượng do tuần hoặc cách một thế giới hoặc mười 10, hoặc một trăm cho đến vô lượng thế giới mà đáng được độ, ta sẽ đến đó tìm cách dạy bảo giúp họ trụ vào thanh văn thừa hoặc trụ độc giác thừa hoặc trụ vô thượng thừa hoặc thực hành mười nghiệp lành. Như vậy ta đem tài thí và pháp thí cho họ đầy đủ để tìm cách nhiếp phục họ vị ấy lại đem căn lành của việc bố thí này lấy vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tinh tấn Ba La Mật Đa, gồm cả Bố Thí Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ tinh tấn Ba La Mật Đa, trong thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến lúc an tọa nơi tòa Bồ Đề Vi Diệu, vị ấy tự mình đề bỏ việc giết hại sanh mạng, cũng khuyên răn mọi người lìa bỏ việc giết hại sanh mạng tùy thuận ca ngợi việc lìa bỏ sự giết hại sanh mạng, hoan hỉ tán thán người lìa bỏ việc giết hại sanh mạng. Như vậy cho đến tự mình lìa bỏ tà kiến, cũng khuyên gian người khác lìa bỏ tà kiến. Tùy thuận ca ngợi lìa bỏ tà kiến, hoan hỉ tán thán người lìa bỏ tà kiến. Lúc thực hành tịnh giới ba la mật đa này, Đại Bồ Tát ấy không cầu quả báo thuộc ba cõi và quả nhị thừa, với phương tiện vô sở đắc, vị ấy đem phước đức mà mình có cho các hữu tình và cùng nhau trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Tinh Tấn Ba La Mật Đa, gồm cả tịnh giới Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ vào tinh tấn Ba La Mật Đa trong thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến lúc an tọa nơi tòa Bồ đẻ Vi Diệu bị người chẳng phải người đua nhau đến não hại hoặc lại chặt đâm cắt chân tay tùy ý mang đi lúc ấy bồ tát không nghĩ ai chặt đâm ta ai cắt ta ai đem đi mà chỉ nghĩ nay ta có được lợi ích lớn là để làm lợi ích cho ta các hữu tình kia đã đến chặt cắt các bộ phận của thân thể ta nhưng chỉ vì các hữu tình mà ta đã nhận thân này vì vậy họ tự đến lấy vật của họ chính là làm thành tựu công việc của ta. Bồ Tát tư duy sâu sắc về thật tướng của các pháp như vậy để tu an nhẫn. Lúc thực hành an nhẫn ba la mật đa này, vị ấy không cầu địa vị thanh văn độc giác, mà chỉ dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem phước đức cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa gồm cả an nhẫn ba la mật đa thiện hiện đại bồ tát nào an trụ tinh tấn ba la mật đa siêng năng tu tập các định là lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ đi sanh hỷ lạc nhập vào sơ thiền nói rộng cho đến nhập vào tầng thiền thứ tư phát sanh ý tưởng ban vui cho các hữu tình nhập vào từ vô lượng nói rộng cho đến nhập vào xả vô lượng phát sanh ý nghĩ nhàm chán tướng thô của các sắc nên tăng ý nhập vào định không vô biên xứ, nói rộng cho đến nhập vào định diệt thọ tưởng Tuy tu pháp tịnh lự nhập vào các định vô lượng vô sắc và diệt thọ tưởng, nhưng Đại Bồ Tát này không nhận lấy quả dị thục của nó, và chỉ sanh vào nơi có các hữu tình mà vị ấy có thể giáo hóa và làm lợi ích cho họ. Sau khi đã sanh vào nơi đó, vị ấy dùng bốn nhiếp sự để nhiếp hóa họ, tìm cách trấn an, làm cho họ siêng năng tu học bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này dựa vào các tịnh lự để làm phát sanh thần thông thủ thắng. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn và thư hỏi tánh tướng của các Pháp sâu xa. Siêng năng tạo ra căn lành thù thắng, với phương tiện vô sở đắc vị ấy lại đem căn lành cho các hữu tình, và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa gồm cả tịnh lự ba la mật đa thiện hiện đại bồ tát nào an trụ tinh tấn ba la mật đa không thấy hoặc danh hoặc sự hoặc tánh hoặc tướng của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không thấy hoặc danh hoặc sự hoặc tánh hoặc tướng của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không thấy danh sự tánh tướng của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không thấy danh sự tánh tướng của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không thấy danh sự tánh tướng của thành đế khổ tập diệt đạo, không thấy danh sự tánh tướng của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không thấy danh sự tánh tướng của tám giải thoát cho đến mười biến xứ không thấy danh sự tánh tướng của tịnh quán địa cho đến như lai địa, không thấy danh sự tánh tướng của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Không thấy danh sự tánh tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Không thấy danh sự tánh tướng của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Không thấy danh sự tánh tướng của mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không thấy danh sự tánh tướng của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không thấy danh sự tánh tướng của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không thấy danh sự tánh tướng của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không thấy danh sự tánh tướng của quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không thấy danh sự tánh tướng của tất cả các hạnh của đại bồ tát, không thấy danh sự tánh tướng của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không thấy danh sự tánh tướng của trí nhất thiết trí. Như vậy cho đến không thấy danh sự tánh tướng của tất cả các Pháp, không phát sanh, nhớ nghĩ đối với các Pháp và không chấp trước, có thể làm đúng như lời nói, vị ấy lại đem căn lành tích tụ được và dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa để thực hành bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa gồm cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào an trụ tịnh lự ba la mật đa đem của cải và phật pháp bố thí cho các hữu tình bìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ đi sanh hỉ lạc nhập vào sơ thiền nói rộng cho đến nhập vào tứ thiền phát xanh ý nghĩ ban vui cho các hữu hữu tình nhập từ vô lượng nói rộng cho đến nhập vào xả vô lượng sanh tâm nhàm chán đối với tướng thô của các sắc nhập định không vô biên xứ nói rộng cho đến nhập định diệt thọ tưởng đại bồ tát này an trụ vào tịnh lự ba la mật đa dùng tâm không tán loạn nói tránh pháp cho các hữu tình thực hành việc bố thí của cải và phật pháp đại bồ tát này thường tự thực hành việc bố thí của cải và phật pháp cũng thường khuyến khích người khác thực hành việc bố thí của cải và phật pháp thường tùy thuận ca ngợi pháp thực hành bố thí của cải và phật pháp thường hoan hỉ tán thán người thực hành bố thí của cải và phật pháp với căn lành này vị ấy không cầu địa vị thanh văn độc giác chỉ dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, gồm cả Bố Thí Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, thọ trì tịnh giới, đừng không phát danh các loại tâm đi chung với tham sân si hại keo kiệt tật đố và tâm hủy phạm tịnh giới chỉ thường phát danh tác ý đi chung với trí nhất thiết trí với căn lành tịnh giới này họ không cầu địa vị thanh văn độc giác chỉ dùng vô sở đắp làm phương tiện cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh nữ Ba La Mật Đa, cùng cả tịnh giới Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ tịnh nữ Ba La Mật Đa, tu hành an nhẫn, quán sắc như trùm bọt nước, quán thọ như bong bóng nước. Quán tưởng như sóng nắng, quán hành như bẹ chuối, quán thức như huyễn hóa, đúc quán như vậy ý tưởng về năm thủ uẩn không chắc thật thường hiện ở trước mặt vị ấy lại nghĩ các pháp đều không chẳng phải là ta và vật của ta ai có thể cắt chặt ai bị cắt chặt, ai có thể chửi mắng, ai bị chửi mắng, ai ở trong pháp đó mà phát sanh sân hận, sắc là sắc của ai, thọ là thọ của ai, tưởng là tưởng của ai, hành là hành của ai, thức là thức của ai. Bồ Tát này an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, quan sát kỹ vào các pháp thì có thể đầy đủ an nhẫn. Vị ấy lại đem căn lành đã tích tụ này, dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng vị ấy không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An trụ Tịnh Lự Ba La mật đa, gồm cả An nhẫn Ba La mật đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào An trụ Tịnh Lự Ba La mật đa siêng năng tinh tấn để bỏ pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ đi sanh hỷ lạc nhập vào sơ thiền và hoàn toàn an trụ trong đó, tịch tịnh tầm tứ, bên trong hoàn toàn thanh tịnh, hướng đến nhất tâm không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc nhập vào nhị thiền, vào hoàn toàn an trụ trong đó. Lìa hỷ trụ vào xả, tránh niệm tỉnh giác, toàn thân cảm thọ thánh lạc, ở trong đó có thể nói có thể xả. Đầy đủ niệm diệu lạc và an trụ hoàn toàn trong tầng thiền thứ ba, rất vui rất khổ, vui buồn trước đây đều lặn mất không còn khổ vui, xả niệm thanh tịnh, an trụ hoàn toàn vào tầng thiền thứ tư. Như vậy, Bồ Tát này tu tất cả các loại định giải thoát đẳng trì, đẳng trí và không nắm giữ tướng của nó khi ở trong định, phát sanh các loại thần cảnh trí thông có thể làm vô số các việc đại thần biến, hoặc lại phát sanh thiên nhĩ trí thông siêu phàm thanh tịnh, rõ ràng hơn hẳn trời người có thể nghe đúng như thật các loại âm thanh của các loài hữu tình phi tình ở mười phương thế giới, hoặc lại phát sanh tha tâm trí thông, có thể biết như thật tâm và tâm sở pháp của các hữu tình ở mười phương thế giới, hoặc lại phát sanh túc trụ trí thông, có thể biết như thật về các việc đời trước của các hữu tình ở mười phương thế giới, hoặc lại phát sanh thiên nhãn trí thông sáng suốt trong sạch hơn mắt của trời người có thể thấy biết như thật về hình sắc và nghiệp quả của các loài hữu tình ở mười phương thế giới. Đại Bồ Tát này an trụ vào năm thần thông thủ thắng đó, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, thư hỏi như lai về ý nghĩa sâu xa của Pháp, trồng vô số thiện căn vi diệu, giáo hóa hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, riêng năng tu các thắng hạnh của Bồ Tát. Với căn lành này, vị ấy không cầu địa vị thanh văn độc giác, chỉ dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa thiện hiện đại Bồ Tát nào an trụ tịnh lự ba la mật đa quán sắc thọ tưởng hành thức đều bất khả đắc quán nhãn xứ cho đến ý xứ bất khả đắc quán sắc xứ cho đến pháp xứ bất khả đắc quán nhãn giới cho đến ý giới bất khả đắc quán sắc giới cho đến pháp giới bất khả đắc quán nhãn thức giới cho đến ý thức giới bất khả đắc quán nhãn xúc cho đến ý xúc bất khả đắc Quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, quán địa giới cho đến thức giới bất khả đắc, quán nhân duyên cho đến tăng thượng duyên bất khả đắc, quán vô minh cho đến lão tử bất khả đắc. Quán bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa bất khả đắc. Quán pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc. Quán chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bất khả đắc. Quán thánh đế khổ tập diệt đạo bất khả đắc. Quán bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo bất khả đắc. Quán bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất khả đắc. Quán tám giải thoát cho đến mười biến xứ bất khả đắc quán pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện bất khả đắc quán tịnh quán địa cho đến như lai địa bất khả đắc quán cực hỷ địa cho đến pháp vân địa bất khả đắc quán tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa bất khả đắc quán năm loại mắt sáu phép thần thông bất khả đắc Quán mười lực như lai cho đến mười tám pháp bất cộng của Phật bất khả đắc. Quán ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ bất khả đắc. Quán pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả bất khả đắc. Quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả đắc. Quán quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề bất khả đắc. Quán tất cả các hạnh đại bồ tát bất khả đắc quán quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật bất khả đắc, quán trí nhất thiết trí bất khả đắc, quán cảnh giới hữu vi bất khả đắc, quán cảnh giới vô vi bất khả đắc. Do Đại Bồ Tát này quán tất cả các Pháp đều bất khả đắc nên không làm, do không làm nên không tạo dựng, do không tạo dựng nên không sanh, do không sanh nên không diệt, do không diệt nên không chấp thủ do không chấp thủ nên hoàn toàn thanh tịnh, thường trụ không thay đổi. Vì sao? Bởi vì Phật xuất thế hay không xuất thế, thì tất cả các Pháp đều an trụ vào Pháp giới, Pháp tánh, Pháp trụ, không sanh, không diệt, thường không biến đổi. Đại Bồ Tát này tâm thường không rối loạn, thường an trụ vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Quán sát như thật, thấy tánh các pháp đều vô sở hữu, vị ấy lại đem căn lành tích tụ được dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai, thiện hiện đó là Đại Bồ Tát, an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, gồm cả bát nhã Ba La Mật Đa, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát An Trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Gồm cả Bố Thí Tịnh Giới Tinh Tấn Tịnh Lự Ba La Mật Đa Phật Bảo Thiện Hiện Đại Bồ Tát nào An Trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa Quán tất cả các Pháp là không, không sở hữu Bạch Thế Tôn thế nào là an trụ bát nhã ba la mật đa quán tất cả các pháp là không không sở hữu, thiện hiện đại Bồ Tát nào an trụ bát nhã ba la mật đa, quán thấy nội không và tánh nội không bất khả đắc, ngoại không và tánh của ngoại không bất khả đắc, nội ngoại không và tánh nội ngoại không bất khả đắc, không không và tánh không không bất khả đắc, đại không và tánh đại không bất khả đắc, thắng nghĩa không và tánh thắng nghĩa không bất khả đắc hữu vi không và tánh hữu vi không bất khả đắc vô vi không và tánh vô vi không bất khả đắc rốt giáo tất cánh không và tánh rốt giáo không bất khả đắc vô tế không và tánh vô tế không bất khả đắc tán vô tán không và tánh tán vô tán không bất khả đắc bản tính không và tánh bản tính không bất khả đắc tự cộng tướng không và tánh tự cộng tướng không bất khả đắc, nhất thiết pháp không và tánh nhất thiết pháp không bất khả đắc. Đại Bồ Tát này an trụ vào 14 pháp không. Như vậy Bất đắc sắc là không hoặc chẳng không, bất đắc thọ tưởng hành thức là không hoặc chẳng không, bất đắc nhãn xứ cho đến ý xứ là không hoặc chẳng không, bất đắc sắc xứ cho đến pháp xứ là không hoặc chẳng không, bất đắc nhãn giới cho đến ý giới là không hoặc chẳng không, bất đắc sắc giới cho đến pháp giới là không hoặc chẳng không, bất đắc nhãn thức giới cho đến ý thức giới là không hoặc chẳng không, bất đắc nhãn xúc cho đến ý xúc là không hoặc chẳng không bất đắc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không hoặc chẳng không, bất đắc địa giới cho đến thức giới là không hoặc chẳng không, bất đắc nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là không hoặc chẳng không, bất đắc vô minh cho đến lão tử là không hoặc chẳng không, bất đắc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là không hoặc chẳng không, bất đắc pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là không hoặc chẳng không, bất đắc chân như cho đến cảnh Cảnh giới bất tư nghỉ là không hoặc chẳng không. Bất đắc thánh đế khổ tập diệt đạo là không hoặc chẳng không. Bất đắc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là không hoặc chẳng không. Bất đắc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không hoặc chẳng không bất đắc tám giải thoát cho đến 10 biến xứ là không hoặc chẳng không, bất đắc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là không hoặc chẳng không, bất đắc tịnh địa cho đến Như Lai địa là không hoặc chẳng không, bất đắc cực kỳ địa cho đến pháp vân địa là không hoặc chẳng không, bất đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa là không hoặc chẳng không, bất đắc năm loại mắt sáu phép thần thông là không hoặc chẳng không, bất đắc 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng của Phật là không hoặc chẳng không. Bất đắc 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ là không hoặc chẳng không. Bất đắc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là không hoặc chẳng không. Bất đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không hoặc chẳng không bất đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề là không hoặc chẳng không bất đắc tất cả các hạnh đại bồ tát là không hoặc chẳng không bất đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật là không hoặc chẳng không bất đắc trí nhất thiết trí là không hoặc chẳng không bất đắc cảnh giới hữu vi là không hoặc chẳng không bất đắc cảnh giới vô vi là không hoặc chẳng không đại bồ tát này an trụ bát nhã ba la mật đa quán tất cả đồ ăn uống và các vật dụng khác mà mình đã bố thí cho các hữu tình đều là không. Quán người thí, người nhận vật thí và phước đức của việc bố thí đều là không. Lúc ấy nhờ Bồ Tát an trụ trong phép quán không, nên tâm tham đắm keo kiệt không có cơ hội phát sanh vì sao đại bồ tát này tu hành bát nhã ba la mật đa từ lúc mới phát tâm cho đến lúc an tọa trên tòa bồ đề vi diệu sự phân biệt này đều không thể phát sanh giống như các vị như lai ứng tránh đẳng giác không bao giờ phát sanh tâm tham lam và keo kiệt đại bồ tát này cũng như vậy nhờ thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên tâm tham lam keo kiệt không bao giờ phát sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là thầy của các vị đại bồ tát có thể giúp cho các đại bồ tát không phát sanh vọng tưởng phân biệt, không đắm nhiễm vào việc làm bố thí. Đại bồ tát này đem căn lành đó dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là Ai hồi hướng và hồi hướng cho ai, thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An trụ Bát Nhã Ba la Mật Đa, gồm cả Bố thí Ba la Mật Đa. Thiện hiện đại Bồ Tát nào an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thọ trì Tịnh giới thì tất cả tâm cầu thanh văn độc giác không bao giờ phát sanh được. Vì sao? Đại Bồ Tát này quán địa vị của các thanh văn độc giác đều bất khả đắc, tâm hồi hướng kia cũng bất khả đắc, luật nghi nơi thân miệng để hồi hướng địa vị ấy cũng bất khả đắc. Đại Bồ Tát này an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa trong khoảng thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến lúc an tọa nơi tòa bồ đề vi diệu lìa bỏ việc giết hại sanh mạng cũng khuyên gian người khác lìa bỏ việc giết hại sanh mạng tùy thuận ca ngợi pháp lìa bỏ việc giết hại sanh mạng hoan hỉ khen ngợi người lìa bỏ việc giết hại sanh mạng như vậy cho đến tự lìa bỏ tà kiến cũng khuyên gian người khác lìa bỏ tà kiến tùy thuận ca ngợi pháp lìa bỏ tà kiến hoan hỉ khen ngợi người lìa bỏ tà kiến với thiện căn nhờ tịnh giới sanh ra ấy đại bồ tát này không cầu quả báo ở trong ba cõi và pháp nhị thừa mà chỉ dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm cả tịnh giới Ba La Mật Đa thiện hiện đại bồ tát nào an trụ bát nhã ba la mật đa phát sanh tâm nhẫn nhục tùy thuận sau khi đạt được sự nhẫn nhục này họ thường nghĩ trong tất cả các pháp không có một pháp nào là phát sanh hoặc tiêu diệt hoặc sanh hoặc già hoặc bệnh hoặc chết hoặc người chửi mắng hoặc người bị chửi hoặc người hủy báng hoặc người bị hủy báng hoặc người cắt chặt đâm đánh trói não hại hoặc người bị cắt chặt đâm đánh trói não hại Tánh tướng của tất cả các pháp như vậy đều không, không nên ở trong pháp không mà sanh vọng tưởng phân biệt. Do Đại Bồ Tát này đạt được sự nhẫn nhục ấy, nên trong khoảng thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến lúc an tọa nơi tòa bồ đề vi diệu, giả sử tất cả hữu tình đều đến trời mắng phỉ báng lăng nhục, dùng các loại dao gậy gạch ngói đá để làm hại đánh đập cắt chặt đâm chém, cho đến mổ xẻ các bộ phận trong thân thể thì lúc ấy tâm Bồ Tát cũng không biến đổi. Vị ấy chỉ nghĩ, thật là kỳ lạ trong các pháp tánh hoàn toàn không có việc chửi mắng phỉ báng lăng nhục làm hại. Nhưng các hữu tình vọng tưởng phân biệt chấp là thật có, nên phát sanh đủ loại nghiệp ác phiền não, phải chịu các nỗi khổ kịch liệt trong hiện tại và vị lai. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này, dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm cả An Nhẫn Ba La Mật Đa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào An Trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói tránh pháp cho các hữu tình giúp họ trụ vào bố thí Ba La Mật Đa, cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, giúp họ trụ vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc giúp họ chứng đắc quả dự lưu cho đến a la hán hoặc giúp họ chứng đắc độc giác bồ đề hoặc giúp họ chứng đắc trí nhất thiết trí tuy làm việc đó nhưng đại bồ tát này không trụ ở cảnh giới hữu vi không trụ ở cảnh giới vô vi lại đem căn lành tích tụ được dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa gồm cả tinh tấn ba la mật đa thiện hiện đại bồ tát nào an trụ bát nhã ba la mật đa trừ đẳng trì định của phật còn tất cả các đẳng trì của thanh văn độc giác bồ tát vị ấy đều có thể Tùy ý xuất nhập một cách tự tại, Đại Bồ Tát này an trú vào đằng trì tự tại của Bồ Tát có thể tự do nhập xuất thuận nghịch đối với tám giải thoát, những gì là tám, một là tự có sắc quan sát các sắc giải thoát. Hai là bên trong không có sắc quán tưởng các sắc bên ngoài giải thoát. Ba là hiểu rõ sự thanh tịnh của thân tác chứng giải thoát. Bốn là vượt qua tất cả tưởng về sắc, diệt trừ tất cả tưởng hữu đối, không tư duy về các loại tưởng, nhập vào vô biên không, không vô biên xứ giải thoát. Năm là vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, vô biên xứ giải thoát sáu là vượt qua tất cả thức vô biên xứ nhập vào vô thiểu sở hữu vô sở hữu xứ giải thoát bảy là vượt qua tất cả vô sở hữu xứ nhập vào phi hữu tưởng phi vô tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát tám là vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào diệt tưởng thọ định diệt tưởng thọ giải thoát Đại Bồ Tát này lại có thể tự tại nhập xuất theo chiều thuận nghịch đối với chín định thứ đại. Những gì là chín đó là bốn tịnh lự, bốn định vô sắc và diệt tưởng thọ định. Sau khi đã hoàn toàn thành thục trong việc xuất nhập thuận nghịch đối với tám giải thoát và chín định thứ đại, Đại Bồ Tát này có thể nhập vào định sư tử phấn tấn. Thế nào là định sư tử phấn tấn? thiện hiện đó là bồ tát lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ ly xanh hỷ lạc nhập vào sơ thiền lần lượt vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào định diệt tưởng thọ lại từ định diệt tưởng thọ nhập trở lại định phi tưởng phi phi tưởng xứ lần lượt cho đến nhập vào sơ thiền đó là định sư tử phấn tấn thiện hiện sau khi đã hoàn toàn thành thục đối với định sư tử phấn tấn này, Đại Bồ Tát lại nhập vào định siêu việt của Bồ Tát. Thế nào là định siêu việt của Bồ Tát? Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát, lìa pháp dâm dục, bất thiện, có tầm, có tứ, sanh hỷ lạc, nhờ xả ly nhập vào sơ thiền. Từ sơ thiền lần lượt cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập trở lại sơ thiền từ sơ thiền lần lượt cho đến nhập vào định diệt tường thọ từ định diệt tường thọ nhập trở lại sơ thiền từ sơ thiền nhập vào định diệt tường thọ từ định diệt tường thọ nhập trở vào nhị thiền từ nhị thiền nhập vào định diệt tường thọ từ định diệt tường thọ nhập trở vào tam thiền từ tam thiền nhập vào định diệt tường thọ từ định diệt tường thọ nhập trở vào tứ thiền từ tứ thiền nhập vào định diệt tường thọ từ định diệt tưởng thọ nhập trở vào định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ nhập vào định diệt tường thọ, từ định diệt tường thọ nhập trở vào định thức vô biên xứ, từ định thức vô biên xứ nhập vào định diệt tường thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập trở vào định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ nhập vào định diệt tường thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập vào định phi tưởng, phi phi tưởng xứ từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ rơi vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập trở lại diệt tưởng thọ định, từ định diệt tưởng thọ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định thức vô biên xứ, từ định thức vô biên xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ trụ vào bất định tâm từ bất định tâm nhập vào tứ thiền từ tứ thiền trụ vào bất định tâm từ bất định tâm nhập vào tam thiền từ tam thiền trụ vào bất định tâm từ bất định tâm nhập vào nhị thiền từ nhị thiền trụ vào bất định tâm từ bất định tâm nhập vào sơ thiền từ sơ thiền trụ vào bất định tâm đó là định siêu việt của bồ tát đại bồ tát nào an trụ vào định siêu việt này thì chứng đắc thật tánh bình đẳng của tất cả các pháp, vị ấy lại đem căn lành tích tụ được, dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm cả Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 459.